to buồn cười thật đấy. Ăn bánh tráng thôi mà làm gì căng thế? Thì có cái gì đâu, hôm đấy tôi mới khui cái hộp ra. Trong cái hộp thì có cái bịch bánh tráng này, bơ này, rồi có muối tép hành phi này. Thấy nó có 3 món như này. Bảo là tôi rất là thích cái màu bơ, cái màu nhìn ngon ghê ấy. Tôi mới đem đi cân cả cái hũ lên là hơn 300 gram một tí. Độc 3 cái bịch con thì tròn 300 gram luôn. Rồi lại đến cái bịch bánh tráng thì trông nó cũng mềm dẻo thật. Các bác nhìn thấy luôn. Mới tách đôi ra xong rồi lại bóc tiếp một lớp nữa. Xong rồi tôi mới vò vào tay cho các bác xem cái độ dẻo của nó. Công nhận nó dẻo thật chứ tôi không nói điêu. À hay là do tôi đổ bơ nhiều quá nhỉ? Bác nhìn ngợp quá. Hay là xóa video của tôi. Thế thì hôm nay tôi quyết tâm là tôi cho TikTok ngợp luôn. Bỏ thêm một tí sốt me vào nữa. Ô, mà cái sốt này nó sệt lắm. Biết là tôi ăn bánh tráng hay là tôi ăn bơ nữa. Thế cuộn lại còn chẳng đẹp nữa chứ. Mà tôi không thích xoắn vào đâu nhá. Vì xoắn vào tôi thấy dai hơn, tôi để cắn thế này dễ hơn ấy. Cứ mãi gật gù rồi là sặc sụa lên. Ồ, nhưng mà tôi lại phát hiện ra một điều nhá. Cái sốt me này ăn cùng với bơ rất là ngon nha. Thế là tôi lại phát minh ra một cái kiểu ăn mới, cho muối tép hành phi vào xong cuộn vào bánh tráng xoắn xoắn lại. Đánh cái hỗn hợp sốt me và bơ lên xong chấm ăn. Cái vị sốt chua chua ngọt ngọt ngậy ngậy. Sau đó hơi hơi tựa tựa ở sốt mayonnaise. Mà nó đậm vị hơn cả cái sốt đó luôn ý.